Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay một buổi chiều cuối tuần và Phước Sửu và Quốc Thanh, hai tụi mình đang di chuyển từ quận 7 xuống Nhà Bè, và sau đây là Phước Sửu và Quốc Thanh sẽ là review cho quý anh chị thấy được theo cái cung đường quận 7 về Nhà Bè có những dự án nào, bất động sản nào và tình hình bất động sản tăng giá như thế nào nhé. Rồi, let's go cùng với Phước Sửu và Quốc Thanh đi theo cái dọc đường này để xem những cái dự án nào đang triển khai nhé cả nhà. Quốc Thanh đây, cho hỏi là Quốc Thanh là sinh sống ở khu vực nào và đã qua cái khu Nam này lần nào chưa? Em ở Phà Cát Lái ở khúc Nhân Trạch đó anh. Và em cũng qua cái khu Nam này cũng được vài lần. Trước mặt Quốc Thanh là một cái căn hộ Sunrise. Thì ở đây nó có 3 lốc là Sunrise, khoảng 4 lốc là Sunrise South, Sunrise Central, Sunrise North và Sunrise City View. Thì ở đây là do tập đoàn Nova đầu tư và xây dựng. Thì ở đây thì giống như cái lốc phía bên tay phải Phước Sửu và Quốc Thanh đang đi đó, là cái lốc này là đã có sổ đầy đủ rồi ha, pháp lý chuẩn chỉnh rồi. Thì giá như thế nào anh? Giá của cái căn hộ này thì từ là khoảng là một phòng ngủ đến duplex penthouse 4 phòng ngủ thì giá hiện tại giao dịch tầm khoảng từ 45 đến 60 triệu một mét vuông tùy vị trí đó Quốc Thanh. Dạ. Vậy là có sổ luôn rồi hả anh? Và ở đây thì có khoảng 3 phân khu là có sổ đầy đủ, còn một phân khu thì có hợp đồng sang tên với chủ đầu tư và đang ra sổ. Vậy là nó nằm ở mặt bên kia hả anh? Đúng rồi, chính xác. Thì mọi người như nhìn thấy phía trước, cái cung đường phía trước là phía bên tay trái là khu dân cư Kim Sơn. Thì ở đây là khu dân cư này với diện tích là 5-20, 10-20. Ở đây thì mức giá là tầm khoảng 150 đến 180 triệu một mét vuông và sổ hồng trao tay ha. Ở 150 đây thì... đến 180 là mặt tiền ha? Còn... không, cái này là đường nội bộ bên trong của Quốc Thanh. Đường nội bộ bên trong. Còn mặt tiền thì hiện tại khoảng là 250 đến 300 triệu một mét vuông cho mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ này. 250 đến 300. Phía bên tay phải của Quốc Thanh và Phước Sửu là trường Đại học và Cảnh sát Nhân dân. Đây đây, cái cổng của trường Đại học Cảnh sát Nhân dân nha quý anh chị. Đây, đây cái cổng của trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Và phía bên tay phải kế bên Đại học Cảnh sát Nhân dân chính là trường Đại học Tôn Đức Thắng, là một trong khoảng trong top 200 trường quốc tế, 200 trường gọi là được nổi tiếng, được thế giới và bình chọn là một trường đại học gọi là chuẩn về giáo dục nè, rồi cơ sở hạ tầng nè, và đào tạo là có những cái sinh viên là có việc làm đầy đủ luôn Quốc Thanh. Dạ. Thế trường rất là lớn và quy mô rất là đẹp và có một cái không gian quá tuyệt vời phải không Quốc Thanh? Dạ đúng rồi, rất là quy mô. Rồi, trước mặt Phước Sửu và Quốc Thanh á, thì Quốc Thanh biết đó là cái gì không? Trước mặt của mình là ngã tư Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh. Nguyễn Văn Linh. Bây giờ là Phước Sửu nói sơ qua về cái hầm chui Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh. Ở đây dự kiến là khoảng cuối năm này là hoàn thành và đưa vào hoạt động được Quốc Thanh. Dạ, cuối năm. Ở đây thì có 2 tầng hầm và 1 tầng nổi, quy mô cũng khá lớn, được chủ đầu tư nhà nước đang gọi là hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào hoạt động, sau này thì giảm thiểu cái tình trạng kẹt xe khu vực này. Nên là sau này cái khu vực này khi có hầm chui thì di chuyển từ quận 7 sang nhà Bè thì khá dễ dàng và hạn chế tình trạng kẹt xe khi mà lưu thông về tất cả mấy cái tỉnh miền Tây theo dọc trục độ đại lộ Nguyễn Văn Linh. Rồi, Phước Sửu và Quốc Thanh đang chuẩn bị di chuyển vào hai cây cầu song song nhau, đó là cầu Rạch Đĩa 1 và cầu Rạch Đĩa 2. Ở trước mặt của mình là căn hộ của, hình như em nhớ không lầm là của Novaland phải không anh? Chính xác. Nói vô Novaland mà không biết thuộc sở chủ đầu tư là Novaland hay chưa, nhưng mà đợt trước là của tập đoàn Tài nguyên Môi trường, và với tên của tập đoàn Tài nguyên chứ không phải Tài nguyên Môi trường, với tên là Kentenot. Và ở đây thì đợt vừa rồi thì Nova đã triển khai mở bán lại nhưng mà cũng không thành công, và mức giá đang mở bán khá cao, đó là khoảng 100 triệu một mét vuông cho một mét vuông căn hộ. Ở đây thì khá nhiều tiện ích gọi là đẳng cấp 5 sao và có sân khấu nhạc nước dưới bờ sông luôn. Dạ. Khá đẹp ha. Nhưng mà anh thấy xây lâu rồi mà chưa hoàn thiện luôn.
là những công trình Vũ Đông cả gần chục năm trời và là bao nhiêu lần chết đi sống lại, và lần này là cũng là một lần là bắt vô âm tính nữa đó, Quốc Thành. Lần này là thở không nổi. À, Phú Long nó ví con đường Nguyễn Hữu Thọ Nhà Bè như là một thành phố rồng, bởi vì ở đây thì hai bên toàn là dự án và dự án cao cấp không, Quốc Thành. Ồ, bên trái của mình là biệt thự khu biệt thự Kim Long ha anh. À, Kim Long, Ngân Long, rồi là nói chung là những cái biệt thự của Phú Long, tòa nhà Metro Petroga, và kế bên kinh tế North phía bên tay phải là căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 3. Giá của căn hộ này bây giờ nó rơi vào tầm khoảng trên dưới 30 triệu một mét vuông. Trên dưới 30 triệu là cũng có tăng đó. À, full khu dân cư ở vào hết rồi. Đây là cái này là từ 1 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ phải không anh? Đúng rồi, 1 phòng ngủ và 3 phòng ngủ, có một vài căn ở gọi là bên hậu ở bên trên nữa. Cái con đường Nguyễn Hữu Thọ này khá đẹp với Quốc Thanh ha. Thấy nó rộng rãi nè. Rồi được là cái là cây xanh thoáng mát, và đối Quốc Thanh là dọc theo cái trục đường Nguyễn Hữu Thọ này nè, nó chừa một khoảng không ở giữa này nè, theo Quốc Thanh sẽ làm gì? Hình như em nhớ là nó sẽ làm tuyến metro số 4 phải không ta? Chính xác, cái metro số 4 này nó đi từ quận Thành Xuân, quận 12, và bây giờ cái tuyến metro số 4 dự kiến sau này là nó sẽ tới Bến Thành và từ Bến Thành xuống tới Long An luôn. Nếu mà những cái cung đường mà có tuyến metro số 4 mà đi ngang qua nó, Quốc Thanh, sẽ bất giá bất động sản nó sẽ tăng từ 25 đến 30%, có thể lên 35%. Ở một số nước khác là nó đã có tình trạng đó xảy ra rồi, nhưng mà ở đây bất động sản Nhà Bè này gọi là vùng ven của bất động sản mà giá nó cũng vùng trũng nữa, Quốc Thanh, giá nó còn thấp á, thì sau này cũng có thể là tăng giá rất là nhiều. Nên khi mà quý chị mà đầu tư vào cái khu này, đây là một tâm điểm rất là tốt trong thời điểm này, Quốc Thanh ạ. Mà cái tuyến metro này khi nào mới khởi công anh? Thì sau tuyến metro số 1 đã chuẩn bị đưa vào hoạt động thì bây giờ đang triển khai tuyến metro số 2, và dự kiến thì tiếp tục sẽ là tuyến metro này là tuyến metro thứ 3 để triển khai trong thời gian tới. Dạ. Rồi em thấy cái căn hộ bên tay trái của mình nè. Rồi phía bên tay trái căn hộ của khi trước là những căn hộ này là của Phú Long triển khai xây dựng và phát triển ha. Giá bên khu vực này cũng gần giống nhau, và nó là gọi là mức căn hộ gọi là tầm trung bình. Thì dọc theo cái trục đường này á, thì phía bên tay phải của mọi người đó là khu dân cư làng đại học ABC. Ở đây thì đa số phân theo biệt thự là 10 x 25, 10 x 30. Và những cái căn biệt thự lớn hơn nữa thì mức giá hiện tại rơi vào tầm khoảng 80 đến 90 triệu một mét vuông. 80 đến 90 triệu. Phía bên tay phải Quốc Thanh đang quay phim máy quay đưa vào đó là căn hộ Hoàng Anh Đăng Tiến. Thì giá nó cũng rơi vào tầm khoảng 30 đến 40 triệu một mét vuông. Rồi ở đây thì The Park Residence của chủ đầu tư MAK đã đưa vào hoạt động chung cư The Park Residence, và ở đây là của một chung cư gọi là hơn tập trung tí xíu, gọi là mức trên trung bình tí xíu. Khoảng bao nhiêu anh? Giá cũng tầm khoảng là trên dưới 40 triệu một mét vuông. Trên dưới 40 luôn. Đúng rồi. Còn ở trước là em thấy là cái Phú Long, cái tòa nhà của Phú Long có màu cam cam đấy. Dragon Hill. Dragon. Phía bên tay trái ha. Chung cư Dragon Hill. Dragon Hill 1 và Dragon Hill 2 phải không anh? Đúng rồi. Rồi phía bên tay phải của Phước Sửu và Quốc Thanh á. Phước Sửu và Quốc Thanh đang đi á là căn hộ chung cư Celesta City, một tổ hợp của Capitaland đang phát triển tại Việt Nam. Căn hộ này gọi là khá cao cấp, Quốc Thanh ạ. Giá bán từ khoảng trên dưới 70 triệu một mét vuông, và đợt vừa rồi là những cái đợt mở bán vừa rồi là đã cháy sạch lỗ hàng luôn, Quốc Thanh. Trên dưới 70 triệu vậy thì bàn giao cơ bản hay là đầy đủ anh? Trên dưới 70 triệu thì có hình thức gọi là bàn giao full nội gọi là hoàn thiện cơ bản, còn mà nhà thô thì sẽ thấp hơn 10 triệu, là tầm khoảng ví dụ như sản phẩm mà hoàn thiện 75 thì cái này là 65 triệu một mét vuông. Một mức giá gọi là cao nhất thị trường hiện tại, và căn hộ này đang hoàn thành phần móng của Quốc Thanh ha. Dọc theo cái tuyến đường này thì Phú Long kết hợp với cái Capitaland sẽ cho ra nhiều dòng sản phẩm căn hộ nữa, là Celesta 2, Celesta Rise, Celesta City,
Celesta Gold. Và sắp tới thì chủ đầu tư đang chờ giấy phép và san lấp mặt bằng để xây dựng một cái tổ hợp và shop house mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ là Celesta Avenue phía bên tay phải nè. Ồ, em thấy bên trái của mình có dãy nhà phố. À, bên này thì gọi là biệt thự của Lam, của Kiến Á. Thự Kiến Á. À, Dragon Park 1. Dragon Park 1. Thì biệt thự này nó có hay cái là cái hầm nó chung nhau. À, và có cái lối đi mặt sau mặt trước là shop house. Đây nên nhớ là cũng khá là thuận tiện cho kinh doanh buôn bán. Và những cái shop house này á, là hiện tại cái mức giá đối với diện tích 8-20 thì nó mức giá nó rơi vào tầm khoảng 10 mấy tỷ, 15-16 tỷ một căn đó quý anh. Là 160 mét. Đúng rồi. Vậy là cũng khoảng gần 90 mấy 100 triệu một mét. Đúng rồi. Giá luôn xây dựng, luôn xây dựng. Giá phần là luôn xây dựng luôn. Đấy. Thì còn phía bên tay phải của Phước Sửu sau cái trạm dây điện này nè là một cái dự án khá hợp lý để khách hàng lựa chọn đầu tư trong thời điểm này. Đó là dự án GS Metro City hay còn gọi là Zygate Nhà Bè. Thì cái dự án này Quốc Thanh khá lớn luôn nha. Mới bán đầu năm 2020. Dự án này gọi là làm chấn động khu Nam luôn. Tỷ lệ chọi 1 đến gần 20 người mới bóc được một căn. Và một cái sản phẩm của nó khá hợp lý luôn. Giá mềm. Khi khách hàng mua thì gần như là tỷ lệ lời là gấp 2, gấp 3 lần luôn. Ở đây thì như Quốc Thanh nhìn thấy là mặt tiền này là shop nè. Rồi bên trong có biệt thự đơn lập, song lập, nhà phố đầy đủ hết luôn. Và ở đây 350 hectare nên sau này tất cả những loại hình căn hộ rồi về giáo dục, trường học, tất cả những tiện ích có 102 tại dự án này luôn. Dạ, quá đã. Rồi, ok, cảm ơn Quốc Thanh đã cùng với Phước Sửu di chuyển theo cái cung đường này để tìm hiểu về khu dân cư này nhé. Mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo ha.